25 tháng 7 năm 2008, mẹ và Leto ở New York. Vừa đến nơi, trông kiểu đúng là quê, là tỉnh, đi dép lê, con đùi, áo, nên mẹ đi tuét, đi. Ôi trời ơi, sao có mình, có gì tưởng giấc một phát xuống dưới thì sao? Ba mẹ con thì mình đi ấn tượng là rất là tự do. Vẫn hiện tại, hiện tại là sạch sẽ ở đây thì phải. Anh Nam ơi, cho tượng nữ thần tự do có thể đi vệ sinh được không? Leto chuyên môn hỏi về vệ sinh rồi các bạn. Rất là đỡ hơi. Đi ra đây hả?